Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới bạn tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc truyện là forvn.eu. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like video giúp Phong nhé. Cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào chuyện nhé. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 36. Hạm Chi Tiên đang muốn ra tay, bỗng nghe một tiếng vang lên bên cạnh. Thì ra Tần Hoàn không có để ý, chỉ lưu ý ngọc bài kia, không cẩn thận bị Bách Lâm đột ngột ném ra Hồng Châu, lập tức bị đánh ngã xuống đất, xem ra thương thế không nhẹ. Trương Tiểu Tinh vội nói: Hạm Chi đạo hữu, mau cứu Tần đạo hữu, người này giao ta ứng phó đi. Hạm Chi Tiên gật đầu, quát lớn một tiếng, xông tới Bách Lâm, đoàn kiếm trong tay hóa thành vài đạo hắc quang, quận lại đánh lên. Trương Tử Tinh lấy Định Thương kiếm từ trong túi pháp bảo ra, thúc dục long mã, vận hết lực lượng chém về phía Hoan Hỉ sứ giả. Tốc độ long mã cực nhanh, Hoan Hỉ sứ giả tránh không kịp, đành phải dùng một cánh tay mang thuẫn của pháp thần đỡ đón. Kiếm của Trương Tử Tinh vốn là thượng cổ hung khí ma thần, được Tam Hoàng cải tạo xong, tuy ngoại hình thay đổi nhưng uy lực không hề giảm sút. Hoan Hỉ sứ giả chỉ thấy lực lượng của đối phương trong nháy mắt tăng lên tới cảnh giới tiên nhân, đồng thời một cỗ lực lượng sắc bén đáng sợ từ kim kiếm kỳ lạ cực nhanh truyền lại, thầm kêu không ổn. Liền nghe một tiếng chát chúa vang lên, pháp thuẫn trong tay đã bị chém thành hai mảnh, ba ngón tay bị cắt đứt. Tuy chỉ là pháp thân song cũng hết sức đau đớn. Đấy là còn do Tam Hoàng cải tạo phệ phách, ẩn đi đặc tính hấp huyết của nó, nếu không chỉ sợ cánh tay pháp thân của Hoan Hỉ sứ giả đã còn lại là khối cốt khô. Hoan Hỉ sứ giả vội vàng vận toàn lực hóa giải thương thế ở chỗ đó, pháp thuẫn bị phá không thể hồi phục. Do Trương Tử Tinh không hề hiện lộ tu vi chân thật nên Hoan Hỉ sứ giả nảy lòng khinh thường hắn, mới bị chịu khổ như này. Hoan Hỉ sứ giả vừa kinh vừa giận, lập tức lấy ra một cái trống ra đang định đánh đến, liền thấy đối phương giục ngựa bỏ trốn. Hoan Hỉ sứ giả đâu có chịu bỏ qua, thân phi đuổi theo, nhưng so với không kịp long mã, không bao lâu đã bị bỏ cách xa. Tại lúc hắn định bỏ cuộc lại thấy nam tử kia lò dò quay lại. Hoan Hỉ đạo hữu, từ từ hãy động thủ. Nam tử kia không dè lại, thu hồi kim kiếm, chậm rãi nói: vừa rồi là đắc tội đạo hữu, ta chỉ là muốn dẫn đạo hữu tới đây, đạo hữu có thể nghe một lời của ta không? Hoan Hỉ sứ giả thấy hắn thu hồi kim kiếm nhưng cũng không thu trống ra lại, cười lạnh nói: ngươi vừa rồi đánh trộm chặt đứt ba ngón tay của pháp thần ta, giờ lại muốn giở trò gì? Ta không có trúng quỷ kế của ngươi, chặt đứt ba ngón tay người trước đi, hãy nói chuyện. Trương Tử Thình thản nói: từ lâu ta đã nghe được danh tiếng Tây Phương Giáo Cực Lạc Tịnh Thổ, bần đạo trong lòng ngưỡng mộ, mới không muốn thể hiện chân bản lĩnh đả thương đạo hữu dẫn tới nơi này. Không ngờ đạo hữu lại hung lệ nóng nảy như thế, nào có chút từ bi của Tây Phương Tịnh Thổ, thực là khiến cho bần đạo thất vọng vô cùng. Hoan Hỉ sứ giả nghe vậy bán tín bán nghi: đạo nhân mặt sẹo kia, ngươi có chân bản lĩnh gì có thể đả thương ta? Trương Tử Tinh cười nhẹ, dục long mã tới bên một gò núi, trong tay hiện lên vầng khí ba màu, nhẹ nhàng đánh một trường lên núi đá. Vầng khí trông rất bình thường này đột nhiên phát ra lực lượng đáng sợ vô cùng, thạch sơn chỉ trong giây lát đã hóa thành bụi phấn tàn lác rơi xuống, phảng phất như là chưa từng tồn tại ở trên thế gian. Nếu vừa rồi ta truyền lực lượng này vào kiếm, đạo hữu có thể ngăn được không? Đánh vỡ thạch sơn không là gì, nhưng muốn trong nháy mắt hóa thành bụi phấn thì dù là kim thiên phổ thông dựa vào lực lượng của bản thể cũng chưa chắc có thể làm được. Hoan Hỉ sứ giả nhìn mà tâm phục khẩu phục, sức công phá của một quyền này thực là khủng bố, nếu như bị hắn đánh trúng dù có là thân thể kim thiên hạ giai cũng tuyệt không thể ngăn nổi. Thực tế chỉ của Trương Tử Tinh chỉ là muốn hư trường thành thế, giờ hắn còn chưa thể đem thủy hỏa tương dung ngưng vào trong vũ khí, mà địch nhân lại không phải là thạch sơn, đứng im cho hắn mặc sức công kích. Hoan Hỉ sứ giả đối biết điều này, tuy đối thủ chỉ lộ ra tu vi hóa anh kỳ nhưng hắn đã hoàn toàn thu hồi ý khinh thị, cảnh giác nói: đạo nhân người có bổn sự như vậy, nếu thực ngưỡng mộ tây thổ của ta, sao còn ra tay đả thương ta? Trương Tử Tinh không trả lời mà lại hỏi lại: ta sao thèm lừa gạt đạo hữu chứ, vừa rồi đạo hữu muốn thương tổn Hạm Chi, ta do tình thế cấp bách mới xuất thủ, không biết đạo hữu là môn hạ của Tiếp Dẫn Thánh Nhân,
hay là môn hạ của chuẩn đế thánh nhân? Hoan Hỷ sứ giả nghe hắn nhắc tới đại danh của hai vị giáo chủ, không khỏi tin hơn vài phần, xưng hô cũng bắt đầu khách khí. Ta là môn hạ của chuẩn đế thánh nhân, Tây Thổ ta rất ít qua lại cùng với Trung Thổ, giáo chủ cũng hầu như không ra ngoài. Xin hỏi đạo hữu, sao có thể biết được đại danh của hai vị thánh nhân? Trương Tử Tinh cười nhẹ, đọc lên bốn câu thơ. Bảo diễm kim quang ánh nhật mình, dị hương kỳ thải canh vi tình, thất bảo lâm trùng vô cùng cảnh, bát đức trì biên lạc thụy anh, tố phẩm liên hoa nhân nhãn kiến, xanh hoàng tiên nhạc nhĩ canh thành, tây phương thắng giới chân kham tiện, nụ nãi liên hoa biện lý sạch. Đây là câu mô tả Tây Phương Cực Lạc ở trong thế giới phong thần diễn nghĩa, giờ được Trương Tử Tinh tùy tiện đọc lên. Hoan Hỷ sứ giả nghe ý khoa trương ở trong đó, tức thì lộ ra vẻ cười, hoàn toàn tin tưởng, thu lại chúng ra, mừng rỡ nói. Thì ra đạo hữu hiểu rõ Tây Phương tịnh thổ chúng ta như vậy. Hai vị thánh nhân ta thường nói, đạo đức chi sĩ Trung Thổ rất nhiều, giờ sát kiếp đã tới, muốn độ người có duyên tới Tây Phương, tránh kiếp liên bàng. Tu vi của đạo hữu bất phàm, lại hâm mộ Tây Thổ như vậy, tất là người hữu duyên, sao không cùng ta về Tây, cùng tham ngộ vô lượng diệu đế? Trương Tử Tinh lắc đầu nói, bần đạo tuy ngưỡng mộ Tây Phương Cực Lạc đã lâu, nhưng mấy vị đạo hữu Kim Ngao Đảo hôm nay cùng với đạo hữu xung đột, nếu ta không xử lý được, thực ở trong lòng bất an, còn nói chuyện gì là sang Tây? Hoan Hỷ sứ giả nói, đạo hữu cùng Thập Thiên Quân và Hạm Chi Tiên kia có quan hệ gì? Thập Thiên Quân tuy quen biết ta không bao lâu, nhưng nghĩa khí hơn người, từng đã giúp đỡ ta. Trương Tử Tinh chật động linh cơ, lại thêm một câu. Thập Thiên Quân còn đỡ, Hạm Chi Tiên cô kia cùng ta có tình ý, đang muốn kết thành đạo lữ song tu. Tục ngữ có câu, mối thù giết cha, cái hận cướp vợ, thề không đội trời chung. Lần này đạo hữu tới đây chính là vì Hạm Chi Tiên, ta làm sao bỏ qua được. Trương Tử Tinh nói xong, lộ ra vẻ quyết liệt. Ta ngưỡng mộ Tây Thổ đã lâu, nên mới không muốn hạ độc thủ với đạo hữu. Nhưng Hạm Chi Tiên là đạo lữ ta yêu thương, sao có thể bỏ qua được. Giờ chuyện gì cũng đã nói rồi, ta cũng không còn tiếc nuối nữa. Vậy cùng với đạo hữu quyết đấu một trận sinh tử xem sao, cũng là để tuyệt đi ý niệm sang Tây trong lòng. Hắn cố ý lấy ra kim kiếm, ra vẻ muốn dốc toàn lực. Hoan Hỷ sứ giả vội vàng ngăn lại. Đạo hữu từ từ đã, ta vốn không biết quan hệ giữa đạo hữu và Hạm Chi Tiên, nên mới có ý niệm như vậy. Giờ đã biết việc này rồi, sao có thể tiếp tục làm khó đạo hữu chứ? Đạo hữu sau này cũng là người Tây Thổ chúng ta, sao lại có thể huynh đệ tương tàn? Ý tứ của đạo hữu là... Trương Tử Tinh nghe vậy, tỏ ra dáng vẻ do dự, từ từ hạ kiếm xuống. Hoan Hỷ sứ giả nói, đã là đạo lữ của đạo hữu thì chuyện này coi như hiểu lầm, ta tuyệt sẽ không nổi lên ý tứ gì với Hạm Chi đạo hữu nữa. Đạo hữu có thể cùng ta trở lại hóa giải trận tranh đấu này. Trương Tử Tinh thuận nước đẩy thuyền, lập tức cùng hắn hóa địch thành bạn, trở lại đường cũ. Từ xa liền thấy Viên Hồng đang cùng rắn hai đầu kia đại chiến, con rắn tránh nặng đánh nhẹ, khiến hắc bổng của Viên Hồng không thể phát huy toàn bộ tác dụng. Nó còn không ngừng dùng tốc độ của hai đầu kia đột kích Viên Hồng. Viên Hồng từng có kinh nghiệm giao thủ với xà yêu trên Mai Sơn, tự cho là hiểu tính rắn, không hề hoảng hốt, nhưng đã qua khá lâu mà vẫn không hạ được song xà. Hắn đột nhiên nhớ tới sư tôn Khổng Tuyên nói về đạo vạn vật sinh khắc, trong lòng như ngộ ra, lập tức vận bát kiểu huyền công hóa thành một con rết cực lớn, lưng có hai cánh, ưỡn kìm như dao. Rắn hai đầu nhìn thấy con rết lập tức sợ hãi. Con rết bay lên phía đầu con rắn trắng, ngắt một cái liền đầu rắn rơi xuống. Con rắn mất một đầu, đau đớn lăn lộn. Viên Hồng đang dự định ngắt rút đầu thanh xà kia, bỗng nghe Trương Tử Tinh gọi, dừng tay. Viên Hồng lập tức khôi phục hình người, hướng Trương Tử Tinh hành lễ, sư bá. Hoan Hỷ sứ giả nhìn linh xà chỉ còn lại có một đầu, trong lòng đau như cắt, nhưng biết nếu Trương Tử Tinh không gọi Viên Hồng dừng tay thì sợ rằng linh xà đã hoàn toàn biến thành xà tử, vội vàng thu hồi con rắn lại, cố gắng khen ngợi một câu, môn nhân của đạo hữu thực là thần thông phi phạm. Hạm Chi Tiên hợp lực cùng Tần Thiên Quân dần áp chế Bách Lâm, còn trong trận kim quang lại có từng đợt thanh âm vang lên, tựa hồ như những tấm kiếng của kim quang thánh mẫu chịu không nổi công kích bị vỡ vụn. Xem ra Dương Tín kia đang chiếm được thượng phòng. Hoan Hỷ sứ giả cùng với Trương Tử Tinh bắt tay nhau, cuối cùng hóa giải được tranh đấu giữa song phương.
Bách Lâm và Dương Tín vốn nhận chỗ tốt của Hoan Hỉ sứ giả mới tới uy bức Hạm Chi Tiền, dẫn tới đồng môn tranh đấu. Giờ thấy ân oán đã hóa giải, tất nhiên chịu ngừng tay, tỏ ra không vui vẻ gì. Hoan Hỉ sứ giả biết tâm tư hai người, cũng không có ở lại, nhìn hướng Trương Tử Tinh chắp tay một cái, nói rằng rất xấu hổ, rồi cùng hai người kia ngự mây bay đi. Ba người Tần Thiên Quân bên này rất lấy làm khó hiểu trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Hoan Hỉ sứ giả. Trương Tử Tinh giải thích: Hoan Hỉ sứ giả này nhận đệ của Tây Phương hai đại giáo chủ tới trung thổ thăm dò, tựa hồ Tây Phương giáo kia là muốn dẫn độ đại lượng tu sĩ đạo thuật về bên đó. Biết hắn là quốc sư đại thương, tức thì đổi giọng cầu toàn, nói đây là hiểu lầm, căn quà đã liền được dẹp lắm. Tần Thiên Quân giận dữ nói: Có đạo lý nào như vậy? Tên này rất đáng ghét, xem ra Tây Phương giáo chủ đã sớm để ý tới vận khí của giáo phái trung thổ chúng ta. Nếu không, khi nghe thấy tên quốc sư đạo hữu, sao chịu xuống nước bỏ qua chuyện này? Kim Quang Thanh Mẫu hết sức giận dữ hai người Bách Lâm và Dương Tín. Vừa rồi Dương Tín y vào Bạch Hồng Y Tiên hộ thân, thiếu chút nữa là phá trận kim quang của nàng, còn khiến cho nàng bị thương không nhẹ, trong lòng tới giờ vẫn ghi hận không thôi. Hai tên Bách Dương kia vì chỗ tốt của Hoan Hỉ sứ giả mà dám hạ sát thủ với đồng môn, thực là đáng chết. Tần Thiên Quân gật đầu nói: Nếu thiên tuyệt trận của ta sớm luyện thành, hôm nay nhất định khiến cho Bách Lâm hóa thành trò bụi. Xem ra chúng ta phải nhanh chóng luyện xong thập tuyệt trận để tránh hậu hoạn sau này. Hạm Chi Tiên hướng Trương Tử Tinh hành lễ nói: Tám vị đạo hữu kia giờ không có mặt ở trên đảo, cho nên Bách Dương mới y vào đạo thuật pháp bảo tới để uy hiếp chúng ta. Nếu không được đạo hữu tương trợ, chỉ sợ ba người chúng ta đã không địch nổi. Hạm Chi thực sự cảm kích ân chi viện của đạo hữu. Trương Tử Tinh vội nói: Ăn một quả trả cục vàng, lần trước đạo hữu tương trợ mới biết được vị trí của Hỏa Vân Động, hôm nay chính là cơ duyên xảo hợp, để ta gặp phải chuyện này sao có thể tự thủ bảng quang được. Kim Quang Thanh Mẫu khen ngợi: Hay cho một câu ăn quả trả vàng, lần trước vô duyên không được gặp đạo hữu, ta vẫn tiếc nuối ở trong lòng, hôm nay đạo hữu trợ nghĩa tương trợ giải mối nguy này, bần đạo hết sức cảm tạ. Ngày sau nếu có nghi nan, chỉ cần ngài tới Kim Ngao Đảo, mấy người chúng ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp. Mấy người đang nói chuyện, bỗng có tiếng hô hoán từ trên không trung truyền tới: Các vị đạo hữu, mọi người không sao chứ? Trương Tử Tinh ngẩng đầu nhìn lên, đi tới chính là tám vị đạo sĩ còn lại trong Kim Ngao Đảo. Tần Thiên Quân cười mắng: Tám tên các người tới quá muộn rồi, nếu không nhờ có Tiêu Dao đạo hữu cùng sư đệ tương trợ, chỉ sợ ba người chúng ta đã toi đời rồi. Tám người vừa nghe, vội vàng hướng Trương Tử Tinh thi lễ. Trương Thiên Quân nói: Chúng ta vừa mới trở về, nghe được Tước Đồng Từ nói Hoan Hỉ sứ giả kia mang bang thủ tới tìm Hạm Chi Tiên đạo hữu uy hiếp, vội vàng đã chạy tới Bạch Vân Đảo, không ngờ mọi chuyện đã yên ổn rồi. Kim Quang Thánh Mẫu hậm hực nói ra chuyện Bách Lâm Dương Tín giúp đỡ người ngoài khi xét đồng môn. Các thiên quân đều nghe giận dữ. Hạm Chi Tiên nhìn Trương Tử Tinh hỏi: Tiêu Dao đạo hữu hôm nay tới Kim Ngao Đảo, không biết là có yếu sự gì? Trương Tử Tinh lắc đầu nói: Không có chuyện gì, lần trước từ biệt chư vị, ta trong lòng tưởng nhớ, có điều sự vụ bên người không sao dứt được, hôm nay mới nhận hạ có một chút, đặc ý tới thăm hỏi mấy vị đạo hữu, không ngờ lại gặp phải chuyện này. Diêu Thiên Quân khen ngợi: Tiêu Dao đạo hữu thực là người trưởng khí, đây không phải là nơi nói chuyện, không bằng chúng ta trở lại Kim Ngao Đảo vui vẻ một phen. Trương Tử Tinh cười nói: Vậy cũng tốt, lần này ta mang theo tiên tiểu tự nhưỡng chế, cũng định cùng với chư vị đạo hữu say sưa một lần. Thập Thiên Quân đa số đều thích rượu, lập tức mừng rỡ cùng với Trương Tử Tinh, Viên Hồng trở về Kim Ngao Đảo. Chúng nhân tụ tập ở trong động phủ của Hạm Chi Tiên, một bên uống rượu, một bên trò chuyện vui vẻ. Có người hỏi tọa kỵ thần tuấn mã của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh biết hình dáng của Long Mã không thể giấu được người có kiến thức, liền nói ra chuyện xin thuốc giải ôn độc tại Hỏa Vân Động lần trước. Tất nhiên quá trình nói chuyện với Tam Hoàng thế nào thì chỉ giảng qua sơ lược, nói mình được gặp Tam Hoàng một lần, đưa tới lời khẩn cầu của thiên tử, được thần nông ban cho giải dược, lập tức trở lại Triều Ca. Lúc đi qua sông Hán Giang, ngẫu nhiên gặp được ngựa này bay lên khỏi mặt nước, nhận hắn làm chủ. Mọi người nghe vậy thì nhất tề khen hắn có phúc duyên, sau lại kể những chuyện kỳ thú, không khí hết sức hoài hòa dung hợp.
Mấy tiên nhân này ngày thường đều uống tiên tiểu là linh dịch hiếm của Nhưỡng Thành, công hiệu không ít. Nhưng vị rượu sao có thể bằng được tiên tiểu do Trương Tử Tinh học từ phép nhượng chế thời hậu thế? Ai nấy đều khen ngợi tiên tiểu không dứt. Ngay cả Hạm Chi Tiên ngày thường hay nghiên cứu cách nhưỡng tiểu cũng luôn miệng xưng tán. Vốn mục đích của Trương Tử Tinh tới Kim Ngao Đảo chỉ là muốn tạo quan hệ tốt đẹp với môn nhân Triệt Giáo để tiện sử dụng sau này. Hôm nay chính rất hay gặp chuyện hoan hỉ sứ giả, không chỉ thành công thể hiện mà trong lúc đàm luận với mấy người còn nghe được một tin tức hết sức trọng yếu. Tin tức này chính là nguyên nhân tại sao 8 vị thiên quân hôm nay vắng mặt trên Kim Ngao Đảo. Như tin tức của 8 vị thiên quân ra ngoài thăm dò hỏi được, ước chừng nửa tháng sau trên Nam Hải sẽ có một bảo vật xuất thế. Lúc đó thì các phương tu sĩ sẽ tới cầu may. Bảo bối này nghe nói là tiên thiên pháp bảo, hết sức lợi hại. Cái gọi là tiên thiên pháp bảo tức là bảo vật được sinh ra trước hay là đồng thời sinh ra với trời đất, uy lực hơn xa hậu thiên pháp bảo do tu luyện giả chế luyện. Kiện pháp bảo này gọi là Côn Lôn Tinh Ngọc, chính là một bộ phận của tiên thiên chí bảo Côn Lôn Kính. Hạm Chi Tiên thấy Trương Tử Tinh tựa hồ không biết gì về Côn Lôn Kính. Côn Lôn Kính cùng với Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phiến, Chu Tiên Tứ Kiếm ở trong tay thánh nhân là những loại chí bảo ngang cấp với nhau, có uy lực chém rách thời không cực kỳ khủng bố, cho dù ở trong tay tiên nhân tầm thường cũng có thể tiêu diệt vài tiên ngang cấp. Nếu như có thể có được tinh ngọc, rất có khả năng sẽ tìm ra nơi hạ lạc của tiên thiên chí bảo Côn Lôn Kính. Cho dù không cách nào thông qua Côn Lôn Tinh Ngọc tìm thấy Côn Lôn Kính kia, nếu có thể đem nó luyện hóa cũng sẽ là một món bảo bối rất tuyệt vời. Trương Tử Tinh nghe vậy lấy làm kinh ngạc. Nếu như có thể có được thứ bảo bối ngang với Thái Cực Đồ hay là Chu Tiên Tứ Kiếm, thực là hết sức dụ người. Nhưng bảo vật chỉ có một, người tranh đoạt lại đông như đàn. Nếu không có thực lực tuyệt đối, chỉ sợ rơi vào trong tràng hỗn chiến tranh đoạt, còn sống sót rời đi là đã may mắn rồi. Cần không phải là khí vận mà là tâm kế và thủ đoạn cao minh. Hạm Chi Tiên tiện đó nhắc tới một chuyện, đó là lúc Bách Lâm và Dương Tín dẫn hoan hỉ sứ giả tới, cũng nói cho nàng tin tức về Côn Lôn Tinh Ngọc, hứa hẹn chỉ cần nàng đồng ý làm xong tu đạo lữ của hoan hỉ sứ giả, ba người nguyện ý giúp nàng đoạt được tinh ngọc coi như làm lễ vật. Hạm Chi Tiên nhắc tới đây, cả gương mặt tràn đầy phẫn nộ. Trương Tử Tinh nghe thấy ba người hoan hỉ sứ giả cũng biết chuyện tinh ngọc, không khỏi động tâm. Điều này chứng tỏ ba người nhất định sẽ cũng tham gia trận tranh đoạt, tức là Triệt Giáo và Tây Phương Giáo sẽ tham gia. Từ ngữ khí của Thập Thiên Quân nghe ra, rất nhiều người tu luyện cũng sẽ tham gia đoạt bảo, rất có khả năng cũng sẽ có Xiển Giáo. Tam đại giáo phái tiến hành tranh đoạt bảo vật, cơ hội như này không phải lúc nào cũng có, cho nên lần đoạt bảo này Trương Tử Tinh nhất định phải đi. Mục tiêu của hắn không phải là Côn Lôn Tinh Ngọc, mà chính là bản thân của sự kiện đoạt bảo này. Do chính quyền đại thương giờ có thể coi là tạm ổn, chỉ có chiến loạn cục bộ, mâu thuẫn đất xiển triệt còn chưa bị kích phát cao độ, hai bên vẫn giữ hòa khí bề ngoài, mà Tây Phương Giáo cũng chưa lộ ra ý đồ nào, chưa từng có ra sân khấu chính. Nếu có thể mượn cơ hội đoạt bảo này mà châm một mồi lửa, khiến mâu thuẫn giữa ba phe này dần dần căng thẳng, thậm chí tới mức không thể điều hòa, dẫn tới tranh đấu vô tận, bằng việc tiên nhân tự tàn sát nhau, có thể giúp nhân tộc vốn là đối tượng chịu thiệt hại nhất trong sát kiếp thoát được họa này, tránh được chiến loạn đại quy mô lớn. Nghĩ vậy nghe ra lý tưởng quá, nhưng tính cẩn thận, dù cục diện chư hầu phạt thương sau này cũng không thể tránh, cũng có thể mượn cơ hội này mà phá vỡ quan hệ Tây Phương Giáo, Xiển Giáo, phá vỡ khả năng kết minh ở trong tương lai. Như trong nguyên tắc, giờ khí vận của Triệt Giáo đã bắt đầu liên quan tới hưng phong của đại thương. Trong hàng tướng lĩnh có không ít người là môn nhân của Triệt Giáo. Còn Triệt Giáo, trừ một người Khương Tử Nha do Trương Tử Tinh cố ý đề bạt, không còn người thứ hai. Thông Thiên Giáo chủ khả năng sẽ đứng bên phe của đại thương, nhưng chỉ một vị thánh nhân thôi thì không đủ. Trong nguyên tắc, Thông Thiên Giáo chủ tuy lợi hại, nhưng phải cùng lúc đối mặt với Nguyên Thủy, Lão Tử, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn, thực sự là một tay khó chống. Cuối cùng ở trận Vạn Tiên thất bại, như lời chấm dứt khí số đại thương. Nếu cứ để mặc cục thế phát triển, cuối cùng vẫn khó thoát khỏi con đường bại vong như trong sách. Giờ thứ Trương Tử Tinh muốn làm là tận lực tạo thế cân bằng giữa thực lực song phương. Thử nghĩ xem, nếu Thông Thiên Giáo chủ cùng Tây Phương Nhị Thánh đối phó với Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lão Tử cùng với Nữ Oa, tuyệt đối ai thắng ai bại còn rất khó nói. Càng đánh càng ngang cơ, thương vong sẽ càng lớn, việc này là càng có lợi với đại thương. Tốt nhất là thực lực của thiên nhân này toàn bộ hết sạch,
từng gã thánh nhân thành quan can tư lệnh hết. Chỉ cần không có uy hiếp lớn nhất là tiên nhân này, chỉ luận chiến đấu thường quy, dù 800 chư hầu liên hợp, Trương Tử Tinh cũng không hề sợ hãi. Nhiều năm qua hắn đã chuẩn bị đầy đủ rồi, mà có khi ngay đao binh cũng không cần tới. Chỉ với kinh tế chiến thần kỳ, với thế giới này đã đủ cho chúng chư hầu nếm đủ đắng cay. Như vậy sát kiếp cũng được hoàn thành, thần được phong cứ phong, mà đại thương vẫn cứ sừng sững như cũ. Tất nhiên đó chỉ là tưởng tượng mà thôi. Trong khi người toán kế người khác, kẻ khác cũng đang tính kế người. Huống chi thực lực của đối phương còn là thiên nhân siêu phàm, thánh nhân. Muốn lấy yếu thắng mạnh là cực kỳ gian nan. Nhưng dù chỉ còn một tia hy vọng, Trương Tử Tinh nhất định cũng sẽ kiên trì. Cho dù biết thất bại cũng tuyệt không thể bỏ cuộc. Đấy là điều Trương Tử Tinh đã hiểu được ở trong kiếp trước. Giờ trọng sinh lại trên thế giới này, hắn vẫn kiên định niềm tin. Hắn sở dĩ có thể thành công tại tiền thế đâu chỉ là dựa vào may mắn và tư chất, nhân tố chủ yếu vẫn là không chịu bỏ cuộc, nỗ lực không ngừng. Tiêu Dao đạo hữu, Hạm Chi Tiên ở bên này thấy Trương Tử Tinh ngây người ngốc ngốc, không khỏi kỳ quái hỏi một câu. Trương Tử Tinh từ trong trầm tư tỉnh lại, nhìn Hạm Chi Tiên một cái, bỗng thấy nàng như đỏ mặt, ánh mắt ôn nhu, thiếu đi sát khí hàng ngày, mà nhiều thêm vài phần kiều mị, khuôn mặt mỹ lệ cực kỳ động lòng, không khỏi nhìn thêm hai cái. Cũng không biết Hạm Chi Tiên là do sức rượu hay xấu hổ trong lòng, mặt càng đỏ ửng, sẵn giọng nói: Tiêu Dao đạo hữu, người làm cái gì vậy? Trương Tử Tinh tỉnh ngộ lại, không muốn để lại ấn tượng xấu trước mặt Hạm Chi Tiên, vội vàng rời ánh mắt, miệng nói: Bần đạo say rượu hơi thất thố, xin đạo hữu bỏ qua. Hạm Chi Tiên tâm tình đang vui, cười nhẹ không giận. Điều của ngài thực đặc biệt, vào miệng thơm ngắt, mười phần sảng khoái. Nếu không dùng tiên lực hóa giải, chỉ sợ sẽ say khớt. Có chút tiếc nuối là rượu này dùng nguyên liệu phàm tục, chỉ có thể xưng là hảo tiểu, chưa có thể coi là tiên tiểu được. Đạo hữu là cao thủ món này, linh dịch nhưỡng chế thơm miệng vô cùng, công năng ngưng thần tĩnh tâm, tăng tiến tu vi, tiếc là phương pháp không đủ. Nếu đạo hữu không chê, bần đạo nguyện đem cách nhưỡng chế này nói lại, đạo hữu có thể tham khảo phương pháp này nhưỡng chế ra tiên tiểu chân chính. Ánh mắt của Hạm Chi Tiên chớp lên dị quang, mừng rỡ nói: Lời này có thực không? Trương Tử Tinh vốn định quan hệ tử tế với quần tiên Kim Ngao Đạo, liền không hề do dự nói ra. Hạm Chi Tiên nghe mà mừng, thì ra là như vậy. Nếu không có đạo hữu chỉ bảo, ta còn không biết thế gian này có loại bí pháp nhẫn chế thần diệu như vậy. Đạo hữu nghĩa khí như vậy thực khiến cho ta cảm kích. Trương Tử Tinh cười nói: Ta cùng các vị đạo hữu tâm đầu ý hợp, chút tiểu thuật này có đáng là gì đâu. Ngày sau đạo hữu chế ra tiên tiểu chân chính, ta còn có thể uống rượu thoải mái mà. Các thiên quân cùng cười nói: Thật tuyệt, đã có công thức của Tiêu Dao đạo hữu, với tài năng của Hạm Chi đạo hữu, nhất định có thể chế ra tiên tiểu tuyệt giải. Lúc đó còn có thể mời Tiêu Dao đạo hữu cùng tới, không say không cho về. Trương Tử Tinh thừa cơ đề xuất nửa tháng sau tới Nam Hải xem chuyện đạt bảo. Thập Thiên Quân và Hạm Chi Tiên tỏ ý hoàn nghênh, lại xác định địa điểm và thời gian gặp mặt. Mọi người cùng nhau đối ẩm, cho tới trời sáng mới tận hứng mà tan. Lần tới Kim Ngao Đảo hoàn thành tốt đẹp, Trương Tử Tinh và Viên Hồng không lập tức trở lại Triều Ca, mà đi tới Mai Sơn. Trừ Cao Minh, Cao Giác, Mai Sơn còn có Lục Quái, tức là Khổng Tuyên nói không thêm đồ đệ nữa, dù Viên Hồng khẩn cầu sao cũng không được. Lục Quái vốn tiềm tu tại Mai Sơn, chưa hề tới Triều Ca, nên Trương Tử Tinh có ý muốn mượn cơ hội này gặp Lục Quái, thuận tiện lôi kéo một phen. Xét cả nguyên tắc, trừ những người theo triệt giáo, yêu tộc từng một thời tung hoành chỉ có thể coi như cỏ dại tầm thường, người khá như Khổng Tuyên không có mấy. Trong kế hoạch của Trương Tử Tinh, nhất định phải tranh thủ đối tượng cỏ dại này. Mấy yêu quái Mai Sơn đều là lão yêu tu luyện nhiều năm, pháp lực cao cường, tuy không thể cùng danh môn thánh phái so sánh được, nhưng cũng có chút độc đáo. Trừ bỏ việc Viên Hồng không nói, Lục Quái chiến đấu với đệ tử đời thứ ba xiển giáo, dù là Ngũ Hòa Thất Cầm Phiến, Cửu Long Thần Hòa Trảo, mấy pháp bảo này đều không thể chế phục bọn họ. Trịnh Luân còn chết dưới tay của Kim Đại Thăng, nếu không phải do Dương Tiễn dựa vào đạo thuật sinh khắc ở trong Bát Kiều Huyền Công, lại dùng chiếu yêu giám nhìn chân thân bọn họ, hóa thành thiên địch đối đầu, chỉ sợ còn không cách nào giết nổi Lục Quái. Trương Tử Tinh cưỡi lồng mã, theo gió mát do Viên Hồng hóa thành, nhanh chóng tới một dải Mai Sơn. Mai Sơn rất rộng, địa thế hiểm yếu,
đồi núi nhấp nhô trùng trùng, tùng bách mọc mây mù bao phủ quanh năm, mười phần thần bí. Viên Hồng tất nhiên là quen thuộc Mai Sơn, không mất bao thời gian đã dẫn Trương Tử Tinh tới nơi của lục quái. Kỳ quái là cả sáu tòa động phủ đều không có một bóng người. Viên Hồng biết có điều lạ, đến đầu núi hô hào một trận, không hề nghe có tiếng người đáp lại. Viên Hồng kinh hãi, lại chi chi vài tiếng. Nửa ngày sau thấy có một con khỉ lén lén lé đầu ra, nhìn thấy Viên Hồng mừng rỡ hết sức, lập tức gọi ra vài chục con khỉ khác. Viên Hồng kinh hãi hỏi, bầy của ta nhiều lắm, sao giờ chỉ còn có mấy chục đứa các con? Hơn nữa mấy vị đại vương kia đâu rồi? Lũ khỉ chỉ về một phương hướng, chi chi kêu lên vài tiếng, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Viên Hồng nghe mà nghiến răng trao mày, tựa hồ hết sức giận dữ. Thì ra như lũ khỉ nói, mấy ngày trước có một gã đạo nhân hết sức lợi hại tên Mai Sơn, tựa hồ muốn chiếm đất này, xung đột cùng với lục quái. Lục quái bị hắn đánh bại, cũng rất nhiều lâu la tiểu tốt bị nhốt trên lục phong lĩnh. Trương Tử Tinh biết Viên Hồng cùng với lục quái giao tình vài nghìn năm, cảm tình thâm hậu, lập tức đề xuất cùng tới lục phong lĩnh cứu lục quái. Viên Hồng vội vàng tạ ơn, nhanh chóng chạy tới lục phong lĩnh. Địa thế của lục phong lĩnh hiểm trở, hầu hết đều là vách đá trơn nhẵn. Viên Hồng quen thuộc địa hình, không bao lâu liền tìm ra nơi lục quái và tiểu yêu bị giam. Bọn họ bị nhốt ở trong tòa thạch thai, bốn phía đóng chặt, xung quanh đều có phù hào màu máu, hết sức quỷ dị. Viên Hồng thấy quái phù ở trên thạch thai tựa hồ như đang từ từ hút lấy sinh mạng của lục quái và bọn tiểu yêu, biết là khác thường, lấy ra hắc bổng tự hủy đi thạch thai. Bỗng một thanh âm vang lên, hai tên kia hẳn là đồng bọn với bọn yêu quái phải không? Viên Hồng ngẩng đầu nhìn phía sơn nhai đối diện, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một đạo nhân. Đạo nhân này đội mũ đuôi cá, thân hình thấp lùn, mặc đạo bào màu hồng, tướng mạo thanh kỳ, còn để râu dài nữa. Viên Hồng thằng người hét lớn, đạo nhân kia, ngươi là người thi thuật làm hại huynh đệ của ta phải không? Đạo nhân đáp, đúng vậy, bần đạo lên Mao Sơn, sáu tên này ngu ngốc mạo phạm ta, bần đạo dùng đạo thuật hàng phục, nếu không phải niệm đức hiếu sanh, đã sớm diệt trừ chúng rồi. Viên Hồng xuất thân yêu tộc, nhìn ra thạch thai đang đặt thi triển tà pháp huyết tế, trong lòng giận dữ. Yêu đạo kia, ngươi dùng tà thuật hại huynh đệ ta, còn rảo biện, xem gậy của ta đây. Nói xong phi thân nhảy lên, giơ hắc bổng đập tới đạo nhân. Đạo nhân thấy hắn hùng hãn xông tới, không hề sợ hãi, ánh mắt lóe lên một tia sát khí, bay lên trỏ tay vào mặt Viên Hồng, cười nói, con khỉ ngươi giỏi lắm, dám động thủ với ta sao? Tử kỳ của ta tới rồi đấy. Viên Hồng bị hắn chỉ tay một cái, liền thấy thân thể như bị thứ gì đó trói buộc, cơ hồ không cách nào có thể tránh thoát. Nhưng bát kiều huyền công của Viên Hồng là loại cao thâm, lập tức vận chuyển huyền công hóa thành một đạo bạch khí, thoát khỏi trói buộc kia. Bạch khí bay về phía đạo nhân, lại hóa thành một người một bổng đập xuống từ trên. Đạo nhân lộ dị sắc, cười dài, hầu tình khá lắm, lại hiểu được bát kiều huyền công. Nói đoạn đảo mình một cái, dễ dàng bắt được hắc bổng vào tay, lông mày tức thì nhíu lại. Còn có cả huyền tang côn. Hắc bổng bị đạo nhân dễ dàng chế trụ, Viên Hồng bất kể phí lực như thế nào cũng không giật lại được, không khỏi kinh sợ. Đạo nhân kia tựa hồ không thèm giữ bổng, phất tay một cái, Viên Hồng liền cảm thấy có một trận cự lực truyền tới từ phía hắc bổng, thân hình mất khống chế bắn ra phía sau rơi xuống đất, lảo đảo vài bước mới đứng vững được. Tuy biết đối phương lợi hại, nhưng Viên Hồng căm hận hắn tàn hại huynh đệ Mai Sơn, đấu trí không sờn, đang muốn tiếp tục công kích nhưng bị Trương Tử Tinh ngăn lại. Trương Tử Tinh nhìn ra thực lực của đạo nhân này rất mạnh, hơn xa Viên Hồng, mà kiến thức hắn rất đáng sợ, nhìn một cái là ra Viên Hồng mang bát kiều huyền công ở trên người, ngay cả huyền tăng côn cũng không giấu được hắn. Mà đáng sợ hơn, tên này tựa hồ còn chưa dùng tới bản lĩnh thật, giờ địch mạnh ta yếu, không thể ngu ngốc chống cự được. Trương Tử Tinh hạ xuống lòng mã, chắp tay thì lễ nói, đạo hữu từ từ đã, thuật pháp của ngài thực là tinh kỳ, sư đệ của ta vừa mới bạo phạm, xin ngài thứ tội. Đạo nhân có mắt mị mị đánh giá Trương Tử Tinh vài cái, phát hiện ra hắn tù vi không có hơn Viên Hồng bao nhiêu, chỉ là chân tiên mà thôi. Ánh mắt rơi trên mình của Long Mã, không khỏi bất ngờ, sát khí thu liễm lại, miệng trở nên khách khí. Lệnh sư đệ ngươi mang bát kiều huyền công, là có huyền tăng côn, thực là phúc duyên đầy đặn, xin hỏi đạo hữu là người phương nào,
Tiên Sơn Động Phủ ở đâu? Bần đạo tên là Tiêu Giao Tử, du lịch bốn biển, nhất giới tán tu mà thôi. Đây là sư điệt Viên Hồng, là môn hạ của sư đệ ta, chính là người xuất thân Mai Sơn. Thấy mấy vị cố hữu bị bần đạo chế phục nên giận dữ mà thất lễ, xin hỏi tôn tính của đạo hữu. Đạo nhân cười nói: vậy thực là xảo. Bần đạo có tên Lục Áp, cũng thường nhàn du ngũ nhạc, buồn chơi tứ hải, cũng là người nhàn hạ. Trương Tiểu Tình nghe tên của đạo nhân không khỏi run lên. Lục Áp. Lục Áp là nhân vật thần bí nhất trong Phong Thần Diễn Nghĩa, sự tích chủ yếu như sau. Cười phá liệt diễm trận, đinh đầu thất tiễn thư, sai Khương Tử Nha bắn chết Triệu Cùng Mình, bị Hỗn Nguyên Kim Đấu của Tam Tiêu Nương Nương bắt lại, vạn tiễn bất thường, an toàn lui khỏi Kim Giao Tiễn. Hồ Lô Phi Đao chém Dự Nguyệt, đối trận cùng với Khổng Tuyền, tuy không địch nổi ngũ sắc thần quang nhưng có thể hóa thành trường hồng chạy thoát. Trong trận vạn tiền cũng xuất hiện, nhưng để ẩn giấu thực lực, chỉ chém loại tiểu tốt như Khâu Dẫn mà thôi. Trong Phong Thần Diễn Nghĩa, thực lực của Lục Áp tuyệt đối có thể so với Khổng Tuyền, cho dù bại dưới ngũ sắc thần quang cũng không thể nói Lục Áp kém xa Khổng Tuyền được. Cao thủ ra chiêu, tiên cơ thập phần trọng yếu, pháp bảo hay sát chiêu kẻ nào ra trước liền có thể chiếm được tiên cơ. Lục Áp có thể thoát được ngũ sắc thần quang, thực lực có thể thấy là rất cao, huống chi lúc đó hắn còn chưa dùng tới Hồ Lô Phi Đao. Không ngờ hôm nay tại Mai Sơn lại gặp phải loại nhân vật như hắn. Trương Tử Tinh xoay chuyển tâm niệm như chớp, định thần lại, cười nói: thì ra là Lục Áp đạo hữu Tây Cờ Lồn, nghe đại danh đã lâu, bần đạo xin kiến lễ. Lục Áp lông mày nhau lại, ánh mị mị trong mắt bừng lên, phát ra từng điểm tinh mang. Đạo hữu thực có kiến thức, lại biết được hạng người vô danh như ta sao? Lục Áp, hai chữ này đối với tiên nhân trong thế giới phong thần mà nói thực là loại vô danh, nhưng đối với Trương Tử Tinh sao có thể không nhớ được. Lục Áp vừa nghe Tiêu Giao Tử này bất quá chỉ là tán tu, và cười lập tức càng nụ. Đạo hữu từ đâu có thể biết được tên ta? Trương Tử Tinh nhớ lại chuyện cũ đối với Đặng Thiên Ngọc năm đó, có ý thăm dò Lục Áp này, trả lời: đại danh Lục đạo hữu, ta là từ một vị cố nhân mà biết được, xin hỏi đạo trường có phải có một vị nữ đồ? Lục Áp ngạc nhiên: bần đạo vốn thích đọc lai vãng lai, chưa hề thu qua đệ tử, làm gì có nữ đồ nào. Trương Tử Tinh ngây ra, nhớ năm đó Đặng Thiên Ngọc từng nói sư tôn của nàng là cao nhân núi Tây Côn Lôn, chỉ là không lộ ra danh tính, nhưng khi nhắc tới tên Lục Áp, Đặng Thiên Ngọc còn lộ ra dị sắc, không ngờ là không phải hắn. Lục Áp nói: cố nhân kia đạo hữu danh tính là gì, tướng mạo ra sao? Trương Tử Tinh đầu óc xoay chuyển, không nói ra tên Đặng Thiên Ngọc, chỉ nói bạn tốt là một vị nữ tử trẻ tuổi, thích dùng ngũ quang thạch. Lục Áp nghe tới ngũ quang thạch, tựa hồ nghĩ ra điều gì, cười nói: ha, ta còn tưởng là ai, thì ra là Oa Nhi kia. Oa Nhi kia tuy tướng mạo xinh đẹp nhưng tính tình loạn xạ, thực là giống đàn bà hung dữ. Trương Tử Tinh nghe ra Đặng Thiên Ngọc là đệ tử của một vị đàn bà hung dữ, không khỏi tò mò: Lục đạo hữu có biết nàng là môn hạ của ai không? Lục Áp cười hằng hắc, không thèm trả lời: hôm nay đạo hữu tới đây có phải muốn trợ giúp Mai Sơn Lục quái này không? Trương Tử Tinh biết Lục Áp tuyệt nhiên không tự nhiên lên núi, như Viên Hồng kể lại lời mấy con khỉ con, Lục Áp tự hồ muốn chiếm lấy Mai Sơn này, do vậy mới tranh đấu cùng với Lục quái. Người khác thì không rõ, nhưng Trương Tử Tinh lại hiểu rõ thực lực của Lục Áp, sao lại có thể xem trọng mảnh đất Mai Sơn còn con này. Nơi này rất có khả năng ẩn tàng bảo bối hay là bí mật gì đó người ta không biết. Trương Tử Tinh tinh thông tâm thuật, dễ dàng nhìn ra Lục Áp có vẻ mặt tươi cười, nhưng sát cơ ở trong mắt càng lúc càng đậm, lòng thầm kêu không ổn. Lục Áp hỏi lai lịch hắn, chỉ sợ là muốn xác định hắn không có chỗ dựa phía sau, ý đồ sát nhân diệt khẩu. Tên gia hỏa này vốn ở trong nguyên tắc tâm kế thâm trầm, cực kỳ ngoan độc, chỉ riêng từ việc xuống núi Khương Tử Nha dùng đinh đầu thất tiễn thư độc ác bắn chết Triệu Công Minh là có thể thấy được vì sao hắn không tự mình bắn, còn không phải là sợ chiêm nhiễm nhân quả hay sao. May Khương Tử Nha kia còn có thần rùa, tuy bị nhân quả báo ứng chết tới n lần nhưng vẫn có thể dựa vào Ngọc Hư Cung cứu vớt sống sót lại, tiếp tục làm loạn nhân gian. Về sau Tam Tiêu Nương Nương dùng tên đối tên,
dùng vạn tiễn tấn công Lục Áp, bị hắn thi pháp hóa giải, dễ dàng kết thúc đoạn nhân quả này. Thực là xảo trá. Hôm nay nếu không toàn lực ứng phó, e rằng còn nguy hiểm tới tính mạng. Nghĩ tới đây, Trương Tử Tinh cố ý thăm dò. Không phải, sư điệt của ta vốn người Mai Sơn, được bần đạo nhiều năm chỉ điểm. Hôm nay trở lại, một là gặp gỡ bạn bè năm xưa, hai là cũng có chút việc riêng. Lục Áp khẽ động, không biết là có chuyện gì cần. Trương Tử Tinh thấy hắn thay đổi thần sắc, trong lòng càng thêm khẳng định, cười nhẹ nói: đây là bí mật của sư môn ta, ta cùng với Lục đạo hữu mới quen biết, sao có thể dễ dàng nói được. Lục Áp hỏi: sư tôn đạo hữu cùng với Tam Hoàng nơi Hỏa Vân Động xưng hô như thế nào? Trương Tử Tinh biết hắn nhìn ra lai lịch của Long Mã, cười nói: đạo hữu chớ có hiểu lầm, Long Mã là sư tôn ta chỉ dẫn thu phục, cùng với Thánh Hoàng Phục Hy không hề có liên quan. Lục Áp thấy hắn nói ra lai lịch Phục Hy, không khỏi thầm kinh ngạc, càng thêm lưu tâm tới vị sư tôn của hắn. Chỉ nghe đối phương lại nói: hôm nay sư tôn từng nói, lần này tới Mai Sơn tất sẽ gặp gỡ một người, còn có một lần đánh cược, chẳng lẽ chính là Lục Áp đạo hữu? Lục Áp không ngờ tới sư tôn của hắn có thể toán ra mình tới Mai Sơn lần này, sắc mặt biến đổi liên tục, cố gắng che giấu ý đồ giết người diệt khẩu, trong miệng nói: sư tôn đạo hữu là vị nào mà lại có thần thông như vậy? Trương Tử Tinh đáp: danh tính của sư tôn không tiện tiết lộ, nếu đã là nhân quả, đạo hữu có đồng ý cùng ta đánh cuộc một lần, người thua lập tức ly khai Mai Sơn, không được nuốt lời. Lục Áp không đoán ra được lai lịch của sư tôn hắn, mấy ý niệm liên tiếp này thay đổi trong đầu, cuối cùng dặn ra một nụ cười: bần đạo cũng tới Mai Sơn có chút việc, đạo hữu đã nói như vậy thì bần đạo cũng không cự tuyệt, đạo hữu muốn đánh cuộc như thế nào? Trương Tử Tinh thấy hắn đáp ứng, cũng đáp lại bằng một nụ cười: bần đạo tuy nhập môn sớm, song tính tình lời biếng, không chịu khổ tu, cho tới nay mới là tu vi chân tiên, nhưng mấy vị sư đệ phía sau lại rất khá, nhiều người còn có thành tựu huyền tiên. Ta xem tu vi của Lục đạo hữu tuy rằng không bằng mấy sư đệ của ta, nhưng cũng là huyền tiên, nếu đấu pháp cùng với đạo hữu tất sẽ thua, không bằng chúng ta thử thôi toán một hồi xem sao. Lục Áp rốt cuộc động dung, một là vì thầy của Trương Tử Tinh đoán ra tu vi huyền tiên của mình, hai là kinh hãi trước tu vi của sư đệ Trương Tử Tinh, hắn không dám tiếp tục xem thường nữa. Nhưng tự phụ tu vi cao thâm, cũng có chút tâm đắc với thuật thôi toán, lập tức đấy: đã là như vậy, xin mời đạo hữu ra đề. Lục đạo hữu quả nhiên sảng khoái, ta cùng với ngài thôi toán, ai có thể đoán được lai lịch chân thân của đối phương trước sẽ thắng. Lục Áp đáp ứng, ngầm vận bắt quái chi thuật, muốn thôi toán lai lịch của Trương Tử Tinh. Dạ đâu càng toán sắc mặt càng khó xem, chán nổi mồ hôi. Trương Tử Tinh cũng ra vẻ nhắm mắt bấm độn, sau từ từ mở mắt nói: đề mục do bần đạo đề xuất, không dám tiếp tục tranh tiền, mời Lục đạo hữu nói trước, nếu nói minh bạch, bần đạo tuyệt không nuốt lời, lập tức dẫn sư đệ ly khai Mai Sơn, không hỏi tới chuyện này nữa. Lục Áp toán không ra lai lịch Trương Tử Tinh, nhưng không chịu nhận thua nói: mời đạo hữu nói trước. Đạo hữu đã khiêm tốn như vậy, bần đạo xin đành bêu xấu. Trương Tử Tinh lộ ra vẻ suy tư: đạo hữu thành đạo rất sớm, từ lúc còn ở Hỗn Nguyên đã đắc đạo trong biển lửa, ngày thường không cần đi Huyền Đô Cung bái lão quân, không thăm Ngọc Hư Cung, thật là người tiêu diêu. Đạo hữu bên người còn có một kiện chí bảo, hình như là hồ lô, bên trong có... đạo hữu không nói nữa. Lục Áp biến sắc, không ngờ giờ thiên cơ điên đảo mà tên tiêu giao tử này vẫn toán ra được tới mức này, ngay cả pháp bảo lợi hại nhất của hắn cũng tính ra, lập tức thản nói: đạo hữu thần toán, bần hạo đánh cuộc thất bại, xin cáo từ. Nói xong, mặt đầy thâm ý nhìn Trương Tử Tinh một cái, hóa thành một đạo trường hồng phá không bay đi, nháy mắt đã mất dạng. Trương Tử Tinh thấy Lục Áp rút cuộc bị hắn dọa rời đi, thở dài một hơi, nếu thực lực của Lục Áp bất chấp mặt mũi động thổ, chỉ sợ rằng sẽ có phiền toái. Viên Hồng muốn hủy đi thạch thai giải cứu lục quái, nhưng trận pháp xung quanh thạch thai là do Lục Áp bố trí, uy lực phi phàm. Viên Hồng thử động, ngay cả hắc bồng cũng không thể phá hủy trận pháp, không cách nào lại gần trừ quái Mai Sơn. Tại lúc Viên Hồng lo đến rối loạn chân tay, phù hiệu trên thổ thai xung quanh bỗng nhiên phát ra hồng quang chói lóa, cả mặt đất rung rinh, tựa hồ có thứ gì đó muốn phá đất chui lên. Quả nhiên
Trong cơn địa chấn, phù hào hồng sắc càng bốc mạnh, phân chia thành bốn cỗ, chẳng qua tụ hợp và biến hóa rất nhanh, hóa thành bốn cái đồ án, cuối cùng nhập thành một. Hồng quang trên đồ án dần tan, tán thành một điểm quang ô bay lên, chấn động lên mặt đất cùng bình lặng lại. Trương Tử Tinh biết ô quang này là Lục Áp cố gắng tìm kiếm, tất là một kiện bảo bối hiếm có, lập tức hô lên với viên hồng một tiếng, nhắm hướng của ô quang bay tới. Ô quang kia tựa như có linh tính, thấy hai người chụp tới, tức tốc chạy trốn lên không. Trương Tử Tinh đang muốn truy cản, ô quang kia đột nhiên như cảm ứng được gì, không ngờ lại chủ động bay tới hắn. Trương Tử Tinh bất ngờ ngây người ra, nháy mắt ô quang đã bay tới bên người, lập tức ẩn vào trong thân thể hắn. Viên hồng cũng kinh hãi, chỉ thấy Trương Tử Tinh lộ ra vẻ thống khổ, hắc khí trên mặt đại thịnh, toàn thân đột nhiên xuất hiện một loại giáp trụ kỳ lạ. Giáp trụ này tỏa ra lực lượng cường đại, viên hồng còn chưa tới gần đã bị một cỗ khí lực phản chấn bắn ra xa. Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy một cỗ năng lượng kỳ dị theo nơi bị ô quang nhập vào chuyển lên, rất nhanh lan ra toàn thân. Trần Vũ Linh Quyết trong cơ thể đột nhiên bị kích phát, còn không chịu khống chế điên cuồng vận chuyển. Tinh vân trong tiềm thức cũng phát sinh biến hóa, nơi thái cực đồ án, thái âm dương ngư vốn đang bình hành bỗng nhiên mất đi đối xứng. Bên Huyền Vũ đột nhiên to lên gấp vài lần, tựa hồ như muốn thôn phệ bên kim long kia. Ngay cả lam quang nơi tinh cầu trung tâm cũng dần ảm đạm. Trương Tử Tinh vốn tưởng được bảo vật thần kỳ gì, không dè lại rước lấy họa căn vào thân. Huyền Vũ phát ra lực lượng càng lúc càng mạnh, ảnh hưởng cũng dần trở nên cuồng bạo bất an, hung quang trong mắt chớp động. Trương Tử Tinh chỉ thấy khí hung lệ ở trong người càng lúc càng lớn, sắp dừa không thể khống chế, nhịn không nổi gầm lên một tiếng. Chỉ thấy giáp trụ trên người phát ra từng đạo quang mang quỷ dị, trên đầu, vai, ngực, bụng, chân tay dần hiện ra từng phù hào kỳ lạ, tổng cộng có 9 cái. Theo phù hào trở nên rõ ràng, nét thống khổ trên mặt Trương Tử Tinh cũng càng nhìn đau đớn, ngay đôi mắt cũng đỏ rực đáng sợ. Viên hồng kinh hãi, không để ý tới lục quái bị giam ở bên này, vội vàng chạy tới định ra tay giúp đỡ. Lúc này đột nhiên có một cỗ lực lượng khổng lồ nhưng bình hòa với lấy Trương Tử Tinh, mà chính phù hào trên giáp trụ cũng từ từ biến hóa hình thái. Tùy theo đó, Trương Tử Tinh chỉ cảm thấy tâm cảnh thanh minh, năng lượng hung lệ kia cũng từ từ bình phục, hóa thành tiên lực thuần khiết hiền hòa, bổ sung vào thái cực tinh vân lúc này đã khôi phục nguyên trạng. Tinh vân có được cỗ tiên lực này, tựa hồ mở rộng ra không ít, đúng là nhân họa được phúc. Trương Tử Tinh mở mắt nhìn phù hào quen thuộc trên giáp trụ, kinh hãi hồ hà đồ. Dần theo lực lượng kia đang bình ổn lại, đồ án hà đồ cũng theo giáp trụ do Trần Vũ Đình Khuyết biến hóa biến mất. Ô quang kia cũng không biết từ lúc nào trở thành một cục đá tầm thường, ước chừng to bằng ngón tay cái, nằm trơ ở trên tay Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh lại không dám coi thường cục đá ẩn chứa lực lượng vô tận này, vừa rồi nếu không phải lực lượng của hà đồ kịp thời xuất hiện, chỉ sợ hắn đã mất đi lý trí, bị cục đá này khống chế. Do tác động tới Trần Vũ Đình Quyết, chỉ có thể thấy được cục đá này tất có liên quan tới tộc ma thần, nói không chừng còn là một bảo bối gì đó của ma tộc. Lục Áp vì sao muốn bảo vật này của ma tộc? Nếu đoán không sai, hắn hình như là yêu tộc, sao lại có quan hệ với ma tộc? Trương Tử Tinh cũng không thèm vắt óc suy nghĩ, đem cục đá nguy hiểm này cẩn thận cất vào trong túi pháp bảo. Viên hồng thấy thiên tử không sao, coi như bỏ được tảng đá lớn ở trong lòng, lập tức tới nhìn tình hình lục quái. Vừa nhìn, lập tức càng thêm căm hận Lục Áp. Thì ra dưới tác dụng của trận thế tà dị kia, bọn tiểu yêu đã tinh huyết khô kiệt, hóa thành cốt khô. Mà lục quái tính ra cũng có công phu tu hành nhiều năm, nguyên khí tuy bị tổn thất nặng nề, song rốt cục không thể nguy tới tính mạng. Lục quái tính lại, căm hận Lục Áp thấu xương, lại vì tạ ơn vị quốc sư Tiêu Giao Tử này cứu tính mệnh. Trương Tử Tinh biết Viên Hồng cùng với lục quái giao tình rất tốt, nhưng do chuyện Lục Áp và cục đá bàn nãy, Mai Sơn đã không còn an toàn, lập tức để Viên Hồng dẫn lục quái tìm nơi bí ẩn để trị thương, còn mình trước hết trở về Triều Ca. Trương Tử Tinh cưỡi lòng mã đằng không bay lên, vừa ra khỏi địa phận Mai Sơn không xa, đã thấy một đạo trường hồng từ phía chân trời như điện bay tới, nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt, kẻ ngăn đường chính là Lục Áp. Trương Tử Tinh trái tim đập loạn, cố trấn tĩnh nói: Lục Áp đạo hữu, đây là ý gì? Lục Áp không tử tế như trước, cười lạnh nói: Tiêu Giao đạo hữu, ngươi là người thông minh, mau đem hỗn độn thạch kia giao cho ta, bần đạo sẽ tha cho ngươi một mạng.
Thì ra cục đá kia gọi là hỗn độn thạch. Hoàng đế từng nói, lực hỗn độn là loại lực lượng cơ bản nhất của thiên địa, cũng là loại mạnh nhất. Cục đá này tất là một bảo bối phi phàm. Giờ nếu giữ mạng đem hỗn độn thạch này cho Lục Áp không sao, nhưng từ biểu hiện thủ đoạn của Lục Áp đánh giá, dù có đưa bảo vật, hắn ắt vẫn định giết mình diệt khẩu. Lục đạo hữu hẳn là người khôn khéo, nếu ta đưa hỗn độn thạch này cho ngài, chỉ sợ lập tức nguy tới tính mạng. Trương Tử Tình một bên kéo dài thời gian, một bên cố gắng tìm đối sách. Khi nãy đạo hữu đánh cuộc bị thua, nguyện ý rời đi, giờ sao lại muốn nuốt lời, lại tới đoạt bảo sao? Lục Áp nham nhở nói, ngươi chỉ nói người thua phải lập tức ly khai Mai Sơn, không hề nói không được tranh đoạt bảo vật. Mà đây đã là bên ngoài Mai Sơn, không thể tính là bần đạo nuốt lời. Trương Tử Tình thấy hắn vô lại như vậy, cũng không chịu yếu thế. Như vậy xem ra Lục đạo hữu là tự phụ đạo thuật, muốn cướp đoạt phải không? Lục đạo hữu muốn thích tìm Cát Chánh Hùng, lần này đụng phải ta, chỉ sợ sẽ chiêm nhiễm đại nhân quả. Sư môn ta cũng có vài kiện bí bảo chuyên liều mạng, có cần bần đạo đồng thời dâng lên không? Lục Áp cười to ha ha, chớ có đem sư môn vớ vẩn gì đó của người đem ra lừa ta. Người nói sư đại huyền tiên, sư tôn rất có thần thông, vậy ắt là người bên thánh nhân. Trong thiên địa trừ thánh tổ Hồng Quân chỉ có 6 thánh, Tây Phương Song Thánh không vào trung thổ, Nữ Oa Nương Nương cũng không có đệ tử, thánh nhân Bát Cảnh Cung cũng chỉ có một đồ đệ. Ngọc Hư Cung thánh nhân tuy có 12 đại đệ tử, nhưng không người nào không luyện tới huyền tiên, lại còn chỉ có một mình Nhiên Đăng, không hề có sư huynh nào cảnh giới chân tiên. Thánh nhân Bích Du Cung đúng là có vài vị huyền tiên, nhưng đều là nhân vật nổi danh, chưa từng nghe qua có Tiêu Dao Tử nào. Tất là ngươi muốn lừa gạt ta. Niệm Tình ngươi biết thôi toán thần diệu, nếu chịu giao cho ta bổn mạng nguyên hồn, nhận ta làm chủ, có thể tha mạng cho ngươi. Nếu chậm trễ, ta cho ngươi hóa thành tro bụi. Loại mất dạy, sớm muộn cũng lòi ra mất dạy. Trương Tử Tình nhớ tới mình chuyên thu lấy bổn mạng nguyên hồn của người khác, hôm nay lại bị báo ứng, bị người đòi thu phí bảo hộ sao? Trương Tử Tình giận dữ, thầm chửi Lục Áp miệng chó đuôi gà. Nhớ tới tình cảnh năm đó dùng thiểm quang đạn đối phó với Chư Kiền, trong lòng sinh kế. Chuyện sư môn không cần nói nhiều, chúng ta là người tu luyện, lấy thực lực làm chính. Ta ở đây có vài pháp bảo vớ vẩn, nếu đạo hữu có thể khiến ta